liên quan đến on-chain của Bitcoin và Ethereum thì những tài liệu quen thuộc Trước hết chúng ta hãy nhìn vào ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin được đưa vào trong sàn với lại cái số lượng Bitcoin được đưa ra khỏi sàn đó thì cái phần trăm như thế nào thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được đưa vào trong sàn ngày hôm qua đó tất cả các sàn tổng cộng là 47,6 ngàn Bitcoin được đưa vào và cái số lượng Bitcoin được rút ra đó là 37,06 ngàn có nghĩa là cái số lượng đưa vào nhiều hơn rút ra chúng ta có thêm Bitcoin trên sàn nhưng mà chúng ta nhìn một ngày trước đó nữa một ngày trước đó là ngày 18 tây tháng 12 tại Hoa Kỳ đó thì chúng ta có tới 72,69 ngàn Bitcoin được đưa vào và các bạn thấy là được, được lấy ra đó là 77,97 ngàn Bitcoin có nghĩa là ngày trước đó đó thì cái số lượng mà đưa vào đó ít hơn số rút ra và các bạn thấy là một ngày trước đó nữa có nghĩa là ngày 17 Tây tháng 12 tại Hoa Kỳ đó thì có 82,49 ngàn Bitcoin được đưa vào và cũng ngày đó cái số lượng Bitcoin được rút ra đó là tới 100 26,01 ngàn Bitcoin rút ra có nghĩa là tính ngày hôm qua đó thì đương nhiên chúng ta thấy là có nhiều Bitcoin đưa vào hơn là rút ra nhưng mà 2-3 ngày trước đó thì cái số lượng đưa vào rất là thấp so với số lượng rút ra và chúng ta nhìn vào tổng quát đó các bạn thấy được là cái đường màu đen trên màn hình đó đó chính là giá của BTC và cái đường màu đỏ trên màn hình đó là bao nhiêu Bitcoin ở trên những sàn giao dịch đó thì các bạn thấy là cái sự quan hệ đó là quan hệ nhịp với nhau như là cái đường màu đỏ này đi xuống thì đường màu đen giá cả sẽ tăng lên đương nhiên càng ít bitcoin trên sàn thì cái áp lực để mà đẩy giá bitcoin lên sẽ càng nhiều tại vì cái nguồn cầu giảm đi mà nguồn cung cũng như vậy hà tăng lên thì các bạn thấy là rất rõ ràng là từ ngày 13 tây tháng 3 thì đã có một hiện tượng xảy ra trên những sàn giao dịch đó chính là cái số lượng bitcoin trên sàn ngày lại càng ít đi, ngày lại càng ít đi. Thì tại sao? Tôi nghĩ là kết luận duy nhất đó chính là cái số bitcoin này được mua và rời khỏi sàn đưa vào những cái ví chứa lạnh cho nên cái số lượng bitcoin trên sàn có thể lưu thông nó ngày càng ít đi dẫn đến là gây một cái áp lực đẩy giá lên rất là cao. Tại vì nếu nguồn cung giữ nguyên nguồn cầu mà đi xuống, đưa mà đỏ đi xuống thì dẫn đến là giá cả được tăng lên. đi là cái tình hình mà chúng ta có nói tới rất nhiều từ tháng 3 tới bây giờ là tình hình là chúng ta càng ngày càng ít Bitcoin hơn trên sàn không giống như là trước đây hồi tháng 1 năm 2018 các bạn thì được từ tháng 1 năm 2018 cho đến tháng 1 năm 2019 thì cái số lượng Bitcoin trên sàn ngày càng tăng lên dẫn đến giá cả đi xuống tại vì có quá nhiều nguồn cung mà không đủ nguồn cầu nhưng bây giờ tình hình ngược lại đây là cái thông tin liên quan tới Bitcoin được đưa vào và rút ra thì bây giờ ta nói tới cái tỷ lệ cá voi trên những sàn dịch thì như thế nào thì các bạn thấy được chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ là all exchanges well ratio thì tỷ lệ cá voi của những sàn giao dịch đó, chúng ta nhìn vào tình hình gần đây đi cái đường màu đen trên màn hình đó, đó chính là giá BTC đường màu đỏ là phần trăm của cái số lượng Bitcoin được nạp vào để đến từ những cái ví mà có tiền những cái ví cá voi đó thì các bạn thấy được là bắt đầu khoảng chỉ một tuần trước đây đó thì chúng ta thấy là 63% của cái số lượng Bitcoin được nạp vào đó, trên sàn giao dịch tên là đến từ những cái địa chỉ ví lớn Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chúng ta trong vòng một tuần qua đó Từ cái ngày là ngày 12 Tây tháng 12 đó thì đã giảm xuống và giảm xuống cho tới bây giờ đó ngày hôm qua cái số lượng bitcoin được nạp vào trong những sàn giao dịch đó, mà đến tiền vi lớn chỉ có 38% mà thôi có nghĩa là gần đây đó trong nhiều một tuần qua thì hoạt động của những cá voi đã thấp xuống và đây là cái tình hình nạp bitcoin vào từ những ví cá voi còn tình hình mà rút ra như thế nào thì ban bạn được chúng ta nhìn vào cái tài liệu của tất cả à, cái số lượng bitcoin được rút ra đó ngày hôm qua đó là 37.000 Bitcoin thì cái số lượng Bitcoin được rút ra từ những cái ví cá voi đó thì các bạn thấy được là cái số lượng là 18.000 có nghĩa là các bạn thấy là 37 với 18 là khoảng chừng gần như là 50%. Khoảng chừng 50% hoạt động rút tiền là đến từ những cái ví lớn và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình một ngày trước đó nữa thì cái số Bitcoin được rút ra ra là 77,97.000 Bitcoin thì cái số lượng Bitcoin được rút ra từ những cá voi đó lúc này là các bạn thấy là ngày 18 tây thì ngày 18 tây đó thông tin chúng ta nhận được là cái số lượng rút ra là 39,95 ngàn bitcoin thì cũng tương tự các bạn thấy được là khoảng chừng 50% hoạt động đã đến từ những cái ví của những cái cá voi thì các bạn thấy được là trên tình hình của những sàn bây giờ đó Hoạt động cá voi nạp vào đã giảm rất là nhiều. Các bạn thì được tính cho tới ngày hôm qua chỉ còn có 38% mà thôi. Có nghĩa là những cái ví lớn nó không có nạp những bitcoin vào trong những sàn. Nhưng mà cái phần rút ra thì vẫn tương tự là khoảng 50% trong thời gian qua. Có nghĩa là hàng ngày thì họ rút ra là khoảng chừng 50% của cái số lượng bitcoin được mua và rút ra khỏi sàn đó là 50% là những cái ví mà lưu trữ nhiều các bạn thấy được đây là tình hình mà dẫn đến là tại sao bitcoin ngày này ít lên trên sàn, tại vì dẫn chứng bây giờ là các bạn thấy là những cá voi vẫn tiếp tục mua và rút ra khỏi sàn 50% đã là hoạt động đến thì những cái ví này rồi khi mà chúng ta nói tới rút ra còn nạp vào đó thì bạn thì rất rõ ràng là phần lớn những người mà nạp bịt không vào trên sàn bây giờ là những nhà đầu tư riêng lẻ chứ không phải là đến từ những cá voi thì nếu như mà thường phải đưa ra một cái kết luận là chỉ dựa vào thông tin này thì chúng ta thấy là cái tình hình bây giờ là những người đầu tư riêng lẻ đó nạp bịt không vào trên sàn bán thì lại bị những người mà có tiền mua và rút ra khỏi sàn đây là một dẫn chứng cho chúng ta thấy được là tình hình như thế nào về những ví cá voi Chúng ta bây nhìn vào một số những cái thông tin khác nữa. Thì cho mình các bạn đây là cái số lượng Bitcoin được nạp vào những sàn giao dịch đó. Thì đến từ bao nhiêu địa chỉ ví. Thường đó nếu như các bạn muốn thấy được là giá cả tăng trưởng mạnh lúc mà trường cực kỳ sôi động là các bạn nhìn vào đầu năm 2018 đi. Lúc này thì những cái đường màu đỏ này rất là cao. Có nghĩa là rất nhiều địa chỉ ví nạp tiền lên sàn giao dịch có nghĩa là lúc đó là cái sự hứng thú đối với thị trường crypto này đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ rất là cao tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ thì họ có những địa chỉ ví và họ nạp vào cho nên cái số lượng địa chỉ ví mới tăng lên chứ còn tin thì bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví đó nạp vào ở trên những sàn giao dịch đó, cái số lượng địa chỉ ví đó không có nhiều rất là thấp ngay cả so sánh với lại các bạn thấy đầu năm 2000 19 thì cũng không có cao bằng giữa 2019 cũng không có cao bằng hay là các bạn thấy được là so sánh với lại đầu năm nay cũng không có cao bằng. Có nghĩa là tình hình bây giờ đó các bạn thấy được là tuy là chúng ta thấy giá cả tăng nhưng mà ở trên thị trường cái số lượng ví mà nạp vào những sàn giao dịch đối với cái số lượng địa chỉ ví mà rút ra đó thì không có nhiều. Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy một cái sự hứng thú, chúng ta vẫn chưa có những dẫn chứng là có rất nhiều người mới đang tham gia vào nếu như đó là sự thật thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà tính theo từng địa chỉ đó nạp vào sẽ tăng lên tại vì sẽ có rất nhiều người mỗi người một địa chỉ ví tuy nhiên là tất cả đều nạp tiền vào thì cái tay nó sẽ tăng lên nhưng bây giờ các bạn thấy được là thông tin vẫn cho chúng ta thấy là thị trường này vẫn chưa có sự hứng thú đến từ nhiều nhà đầu tư riêng lẻ mới phần lớn là chỉ một số lượng nhỏ ví hoạt động trên những sàn dịch mà thôi so với lại những cái lượng ví trước đây thì không có nhiều thì bây giờ ta nhìn vào tình hình của những thời đào đi thì các bạn thấy được là những thời đào bây giờ thì đang bán hay là như thế nào Thì chúng ta nhìn vào minor MPI đi thì các bạn thấy là cái đường màu đen trên màn hình là giá cả Cái đường màu đỏ bên dưới đó đó chính là cái tỷ lệ bán của những thời đào Thì chúng ta cũng đã biết là thường là trên con số 2 đó là một dấu hiệu cho thấy là thời đào đang đưa Bitcoin lên sàn để mà bán Và các bạn thấy là rất thú vị đây là cái số lượng Bitcoin được đưa lên sàn để mà bán đó ngày 18 tây nhìn cái tỷ hai ngày đó đã qua khỏi cái tỷ lệ số 2 có nghĩa là hai ngày trước đây Thời đào bán rất là nhiều ngày hôm nay thì thời đào bán không có nhiều chỉ là 1,39 mà thôi thì chúng ta thấy được đây là một trong những cái điều mà chúng ta à, thường hay nói tới là mỗi lần mà các bạn thấy là con số này lên hai đó thường là một dấu hiệu thị trường này rất là mạnh có nghĩa là nhiều người thì nghĩ ngược lại nhiều người nghĩ là khi mà thời đào đem đồng lên bán đó, thì dẫn đến là giá cả đi xuống thì đó đương nhiên là một trong những cái à, nguồn cung đưa lên thì đương nhiên là nếu như mà nguồn cầu không có đủ thì sẽ dẫn đến là giá cả đi xuống tại vì có quá nhiều nguồn cung thì thời đào là một trong những cái người mà sẽ có những bitcoin để mà bán tại vì họ đào hàng ngày nhưng mà các bạn thấy được là một trong những cách suy nghĩ mà Thượng muốn truyền đạt với các bạn trong thời gian gần đây đó chính là khi các bạn thấy là thợ đào mà đem nhiều tiền lên sàn để bán lúc mà các bạn thấy là cái đường màu đỏ này mà tăng vọt đó thì thường là các bạn thấy là đó là một dấu hiệu cho chúng ta biết là thị trường đang rất là mạnh tại vì thợ đào đó họ chỉ bán khi mà họ cân đo họ nghĩ là bán ở cái mức này là rất hợp lý tại vì có thể là bán được nhiều tiền mà không làm ảnh hưởng tới giá cả tại vì khi họ bán là họ muốn có lời nếu như mà họ bán mà làm cho giá cái đi xuống thì họ càng bán họ sẽ càng không có lời nhiều cho nên thời đào thường là phải tính toán là họ nghĩ bây giờ cái lực mua rất là mạnh cho nên đây là lúc tốt để mà những thời đào bán đồng của mình cho nên các bạn thấy được là thời đào bán trong thời gian gần đây đó mỗi lần mà thời đào có cái số lượng bán nhiều đó trên con số 2 trên màn hình là những lúc mà các bạn thấy là Bitcoin rất là mạnh và đợt này cũng không ngoài lệ cách đây 2 ngày đó thời đào tỷ số bán là tới 4,07 và giá cứ tiếp tục tăng lên đây là cái tình hình liên quan đến Miners Position Index liên quan đến thời đào thì tình hình bây giờ là thời đào cũng đang bán đương nhiên ngày nào mà họ chẳng bán nhưng mà cái lực bán bây giờ không thể cho là mạnh được bây giờ là chỉ có 1,38 mà thôi so với lại một ngày trước đó là 4,07 là trên con số 2 là mạnh chúng ta bây giờ hãy nhìn vào số những cái thông tin liên quan tới Ethereum đi thì chúng ta trước hết hay nhìn vào Ethereum nói chung thì các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum trên những sàn giao dịch đó thì cũng cho các bạn thấy được, được một cái hình ảnh tương tự như là Bitcoin cái đường mà màu đỏ này đó các bạn thấy được đã bắt đầu đi xuống từ ngày 30 tây tháng 5 có nghĩa là cái số lượng Ethereum có trên sàn ngày này càng thấp đi và đột ngột các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đã ở cái mức thấp nhất từ đầu năm cho tới bây giờ rồi các bạn thấy được là cái đường màu đỏ nó cứ liên tục đi xuống nghĩa là càng ngày cái số lượng Ethereum trên sàn lại càng mất đi và mất đi tại vì sao tại vì người ta rút ra ví cá nhân người ta dùng số tiền đó để mà tham gia vào staking vân vân cho nên cái số lượng bitcoin trên sàn có thể được mua bán đã rất là thấp rồi mà chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum gửi và rút của ngày hôm qua như thế nào thì chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới bao nhiêu đồng Ethereum được đưa lên trên sàn giao dịch thì các bạn thấy được là ngày hôm qua đó chúng ta có con số Ethereum được nạp vào sàn là 273 000 Ethereum. Nhưng mà cái số lượng mà các bạn thấy là được rút ra đó đã lên tới con số đó là các bạn thấy là 408.000 Có nghĩa là đưa vào là chỉ có 273.000 mà rút ra là lên hơn 400.000 nghĩa là số lượng Ethereum đó, đang bị rút ra khỏi sàn rất là nhiều cho nên các bạn mới thấy được là cái số lượng Ethereum càng ngày lại càng khan hiếm hơn. Một ngày trước đó nữa các bạn thấy được đó chính là ngày 18 tây ở Hoa Kỳ thì 232.000 Ethereum được nạp vào trong những sàn giao dịch. Cái số lượng rút ra đó các bạn thấy được là ngày 18 tây đã lên tới 300.000 đồng Ethereum. Có nghĩa là các bạn thấy là lại có một cái hiện tượng là cái số lượng Ethereum ngày lại càng khan hiếm hơn trên sàn. Cho nên các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Ethereum Reserve trên sàn đó mới càng ngày càng đi xuống nhiều như vậy các bạn thấy được là nếu như ta nói tới hoạt động của những cá voi ở trên những sàn giao dịch liên quan tới Ethereum thì hầu như là cá voi rất là im lặng trong thời gian này các bạn thấy được là cái đường màu đỏ bên dưới này là bao nhiêu số tiền được nạp vào từ những cái ví mà có nhiều tiền đó thì được các bạn nói là hầu như là không đồng tình rút ra cũng tương tự không đồng tình phần lớn là họ đã rút ra những cá voi đã rút ra số lượng lớn ethereum vào ngày 16 tây tháng 10 rồi và tại sao thì một người đã biết là tại vì họ nghe được tin tức là có item 2.0 thì nghĩ ra rút ra để mà tham gia bầu staking lưu trữ dài hạn trong những cái chữ lạnh cho nên các bạn thấy được là cái số lượng ethereum mà đang hoạt động bây giờ nạp vào rút ra những sàn đó là phần lớn đến từ những cái ví của những nhà đầu tư thông thường như thường với các bạn nhưng mà tình hình bây giờ thì rất nhiều những nhà đầu tư thông thường họ đang tích lũy Ethereum rất là tích cực cho nên cái số lượng Ethereum trên sàn ngày càng, càng thấp đi và cứ tiếp tục như vậy thì các bạn nghĩ là giá của Ethereum sẽ như thế nào cho nên rất là tin tưởng vào cái sự tăng trưởng của Ethereum Ethereum bây giờ nó vẫn là 647 đô và các bạn thấy được là Ethereum mức cao nhất một là 1.400 đô cho nên chúng ta vẫn còn cái cơ hội tăng trưởng rất là nhiều nếu chúng ta tính từ cái mức bây giờ đi cái mức bây giờ mà lên tới cái mức cao nhất trước đây là phải tăng tới 113% trong khi Bitcoin đã phá đỉnh cũ lợi tin mới rồi cho nên các bạn mới thấy được là Ethereum là một trong những cái đồng mà thường rất là tích cực để mình tích lũy tại vì mình thường nghĩ là cái đồng mà tăng trưởng mạnh kế tiếp sẽ là đồng Ethereum Tuy nhiên đây chỉ là cái cái đầu tư riêng của thường mà thôi thường chỉ muốn chia sẻ để bạn có thêm những cái thông tin và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong những video này hàng ngày khi các bạn nhìn thấy những cái thông tin như là cái số lượng bitcoin và tiền ngày càng khan hiếm hơn ở trên sàn giao dịch á các bạn thấy là ngày nào thông tin cũng là như vậy tại vì đây là cái hiện tượng đang xảy ra và đây là một trong những điều mà các bạn nếu nắm bắt được á, thì các bạn sẽ rất là có lợi thế trong cái mùa tăng trưởng đợt này tại vì đây những cái thông tin mà ít ai nhìn vào các bạn thấy là phần lớn mọi người nhìn vào tin tức mọi người nhìn vào phân tích kỹ thuật mọi người bây giờ là ít là và nhìn vào những cái phân tích on chain những cái tài liệu liên quan đến là tình hình ở trên những cái mạng lưới như thế nào để chúng ta có thêm một cái thông tin tại vì đây là rất quan trọng các bạn thấy được là bây giờ đã khác năm 2017 chúng ta đã hiểu thêm về làm sao mà xử lý những cái tài liệu on chain cho nên cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với bạn thêm một cái thông tin để các bạn có thể là phân tích tin tức, phân tích kỹ thuật cũng như là các bạn có thể phân tích on chain cho nên uh, thường sẽ cố gắng đưa thêm nhiều thông tin tương tự với các bạn và đương nhiên Crypto Khoan chỉ là một trong những cái công ty on chain mà thôi thường sẽ có nhiều những công ty khác uh, chia sẻ những cái tài liệu còn hấp dẫn hơn với các bạn trong thời gian tới đây và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới video này tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là tham gia vào sàn margin FX, tham gia vào sàn LMT một sàn margin có hỗ trợ copy trade và các bạn có thể được hưởng những cái ưu đãi như là bây giờ là setup bonus có thể lên tới cái mức là hơn 400 đồng Tether và các bạn có thể tham gia những cái sàn khác như là sàn Binance quốc tế, các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là sàn Binance Hoa Kỳ, sàn Bybit hay là sàn Coinbase và nhất là dùng BlockFi một cái ứng dụng landing để các bạn có thể là có lãi nếu như mà gửi tiền kỷ số vào và tham gia BlockFi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Những thông tin chi tiết sẽ là phía dưới cái video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn